Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, từ lâu đã trở thành nét đẹp trong văn hóa cổ truyền của người Việt Nam, để những người con dành cả lòng thành báo hiếu công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tưởng nhớ ân đức sinh thành. Với ý nghĩa đó thì vào sáng qua, Ban trị sự Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Ngay từ sáng sớm, mặc dù thời tiết có mưa lớn, nhưng hàng nghìn tăng ni, Phật tử, người dân và du khách thập phương đã có mặt tại Chùa Ba Vàng để tham dự Đại lễ Vu Lan do nhà chùa tổ chức. Năm nay, để tạo điều kiện cho các tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương có thể theo dõi được trọn vẹn đại lễ, nhà chùa đã thực hiện phát sóng trực tiếp các chương trình qua màn hình lớn, được đặt tại 4 điểm trong khuôn viên chánh điện của nhà chùa. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của nhà chùa cùng sự chung tay của rất đông Phật tử từ nhiều ngày trước, đại lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm đầy xúc động với những nghi thức truyền thống trong văn hóa Phật giáo. Các tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương cũng đã được các vị sư thầy giảng dạy về ý nghĩa của lễ Vu Lan, thực hành tụng kinh Vu Lan, làm lễ cầu siêu phả độ gia tiên, bày tỏ tấm lòng thành kính, tưởng nhớ ơn đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Nhớ đến cha mẹ và nghĩ đến cái công ơn sinh thành của cha mẹ đã nuôi dưỡng mình đến ngày hôm nay. Thế thì tôi cũng thường dạy các con là các con nên phải có chữ hiếu đối với cha mẹ ngay từ cái nếp sống hàng ngày, như là của gia đình, đi chào về hỏi, thế rồi luôn luôn là kính trọng cha mẹ, thế rồi kính trọng ông bà và những người có, đấy là cái đạo đức của người con. Tham gia những chương trình tại chùa dịp lễ Vu Lan, nhiều bạn trẻ cũng đã có cơ hội hiểu sâu hơn về đạo hiếu, về 10 ân đức của cha mẹ, hiểu rằng việc báo hiếu cha mẹ không chỉ dừng lại ở phụng dưỡng về vật chất mà còn cả về tinh thần, tích cực làm nhiều việc thiện. Hai người quan trọng nhất với tôi là bố và mẹ. Tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ, và mong muốn lớn nhất là bố mẹ thì luôn luôn được hạnh phúc, được an lạc, tâm tâm là vui vẻ. Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt. Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người, thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội. Tại Việt Nam, lễ Vu Lan được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm, không chỉ để nhắc nhở con cháu phải luôn hiếu kính với ông bà, cha mẹ, mà còn hướng về cội nguồn tổ tiên để bày tỏ lòng thành biết ơn và báo ơn. Trong ngày này, mỗi gia đình người Việt thường chuẩn bị mâm cơm tươm tất, đến chùa cầu nguyện với mong muốn những người đã khuất được siêu sinh, còn với những người đang sống được bình an, có sức khỏe tốt để ở mãi bên con cháu. Đã rất nhiều năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vu Lan, các chùa cũng tổ chức để nhằm tôn vinh hiếu đạo và lan tỏa giá trị của đạo hiếu trong lòng mỗi người dân Việt Nam chúng ta, để hướng con người tới cái giá trị chân thiện mỹ tốt đẹp. Thế và chữ hiếu trong đạo Phật của chúng ta bây giờ thì không phải chỉ còn là hiếu với cha, với mẹ, với tổ tiên nữa, mà chữ hiếu này đã được nâng tầm lên là hiếu với dân tộc, hiếu với cả quốc gia. Đó, cho nên là trên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sắp tới đây thì chúng tôi cũng tổ chức một cái chương trình Vu Lan đạo hiếu và dân tộc. Đó, thì Chùa Ba Vàng tổ chức lễ Vu Lan cũng không ngoài cái mục đích ý nghĩa đó, đó là muốn giữ gìn và phát huy cái tinh thần hiếu đạo trong lòng quần chúng Phật tử và lan tỏa rộng ra cho tất cả nhân dân. Trước đó, vào tối 19 tháng 8, Chùa Ba Vàng đã làm lễ quy y Tam Bảo, cầu an cho cha mẹ, tổ chức đêm văn nghệ Vu Lan báo hiếu thâm ân, thực hiện nghi thức dâng đèn hoa đăng và trao tặng 6.000 suất quà từ thiện cho các Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần phát huy tinh thần từ bi hỷ xả và truyền thống hiếu đạo của Phật giáo, tô đậm ý nghĩa của mùa Vu Lan hiếu hạnh đầy tính nhân văn và tình người.